Đây, bị xì mủ sau đó anh gọt đẽo thế này ấy, thì nó sẽ tạo lên cái vết thương mô. Nhưng mà gọt đẽo thế này ấy, là để bôi thuốc. Nhưng mà vấn đề căn nguyên nó nằm dưới đất này. Bệnh là do phytop, là nấm gây hại, tấn công. Nhưng mà do pH đất thấp đó, cộng cho nội sinh gây yếu, thì bắt đầu nó mới tấn công trên cành này. Có thể nhiều cây ấy, là nó bị trên thân này luôn. Đúng rồi. Nó xì trên thân này đúng rồi anh đó, chứ nó không phải là đơn giản chỉ bị này đâu. Và sắp tới cuối năm ấy, mưa nhiều ấy, thì nó sẽ bị nữa. Và trước khi nó bị này ấy, thì nó sẽ biểu hiện trên này. Đây này, da của nó xám xịt lại, xám xịt này, xong bắt đầu không dạn, rồi nước ký nước sinh rong rêu. Đây là biểu hiện của nội sinh thấp. Đấy, của nội sinh thấp nên nó bắt đầu mới sinh ra chỗ này, nó xì xì thì nó bị thế này. Và cái thứ hai nữa là anh biết sao, để một cái cây 6 năm ấy mà như thế này ấy, mà đủ tiêu chuẩn làm trái cũng như là mang lại năng suất ấy, thì rất là cần cái bộ lá. Bộ lá là cái quan trọng nhất. Thế thì cái bộ lá thì chúng ta phải tận dụng làm sao cho cái cây của anh nó nhiều lá nhất có thể, càng nhiều lá càng năng suất. Bởi vì cái bộ lá nó sẽ bị đào thải dần dần qua từng giai đoạn. Ví dụ giai đoạn phân hóa mầm hoa nó dụng một ít này, rồi giai đoạn nuôi trái nó dụng một ít này, gió bão nó dụng một ít này, rồi hanh khô nó dụng một ít này, vân vân. Đấy, nên là mình phải tận dụng tối đa cái bộ lá. Vậy thì muốn tận dụng được tối đa cái bộ lá, chúng ta phải hạn chế cái chuyện cắt cành, được chưa anh? Bởi vì anh cắt cành chắc chắn là nó sẽ bị mất lá. Đúng rồi. Thì khi anh cắt cành thì nó chọc như thế này, nó chọc như thế này thì nó thiếu lá, nó thiếu lá thì nó sẽ không thể nào mà khỏe được. Cây thiếu lá là cây không thể nào mà khỏe mạnh và sẽ không mang lại năng suất cao được. Rồi, em phân tích chút cho anh thế này này. Đây, hiện tại này anh thấy này, cái cây của anh nó đang đi đọt, đi đọt đúng không? Đi cây hai đây, đi cơi. Thì cái trách nhiệm của anh bây giờ là bón phân này, sục gốc này, xử lý cải tạo đất để cho khống chế được nấm bệnh trong cành này kìa. Đây này, và phải lấy được cái cơi đọt này thông qua cái biện pháp phun trên lá anh nha. Bổ sung ngay cái bộ lá, bổ sung ngay cái cơi lá để có thể là đảm bảo được các cái yếu tố quyết định cái vấn đề làm bông nha. Đi đi anh, đi 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 dạ.